Tớ thấy kiểu như thế. Khoan, có điện thoại. Alo, Hunter Time xin nghe ạ. Mày ơi cứu tao, tao sắp Valentine rồi mà tao chưa biết tặng gì cho người yêu ý. Với cả nên làm gì cho đỡ chán hả, chứ uống nước ngắm hồ mãi chán lắm rồi ấy. Không lo đâu nhá, chuyện thì khó đã có Hunter Time. Chào mừng các bạn quay trở lại với Hanu Hiyam. Dạo gần đây sắp tới Valentine rồi, hẳn là mọi người đang suy nghĩ xem là nên tặng quà gì cho người yêu hay là crush đúng không? Và có lẽ rằng tầm đến năm ngoái thì các cặp đôi đang dần dần nhận được món quà như là hoa hay sô cô la từ nấy của mình rồi phải không nhỉ? Nhưng mà hãy dừng lại một chút đã. Để Hanu Tham bách nhỏ với các bạn một món quà chắc chắn sẽ khiến người ấy của bạn phải bất ngờ và cả crush các bạn sẽ phải đổ đứ 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 luôn đấy. Muốn biết bất ngờ là gì thì hãy xem hết video của chúng mình nha. Vậy bắt đầu thôi. Hôm nay chúng mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm hai món quà siêu dễ thương để đem tặng người yêu. Hai còn đang có crush thì càng nên làm bởi vì đem tặng là siêu mê ly luôn đó. Vì là một tập đặc biệt nên thay vì review đồ ăn, chúng mình sẽ hướng dẫn các bạn làm hai món bánh là hot cookie và puppy love cupcake để có một mùa Valentine nồng ấm và thật sự đáng nhớ nha. Trước tiên thì chúng mình cùng tới với phần hot cookies. Làm bánh quy trái tim tặng crush, chỉ mong crush chấp nhận trái tim mình. Ở công thức này thì mình sử dụng bơ TH Chu Milk. Mình nghĩ đây là loại bơ lạc có mức giá mềm nhất. Đầu tiên trước khi làm thì các bạn nhớ để bơ mềm về nhiệt độ phòng rồi mới trộn cùng với đường. Ở đây thì mình sẽ sử dụng đường trắng. Mọi người có thể trộn các nguyên liệu bằng máy đánh để bánh có kết cấu giòn và xốp hơn. Nếu không có thể trộn bằng phối như mình nhé. Một lưu ý nho nhỏ là các bạn hãy đổ phần trứng từ từ để dễ hòa quyện hơn. Nếu ai không có người yêu như mình thì không sao cả. Bạn có thể nhờ sự giúp đỡ từ những người bạn nhé. Sau khi bơ, đường và trứng đã hòa quyện thì các bạn tiếp tục dây bột mì, bột cacao cũng như baking soda vào. Và nhớ bỏ vào tủ lạnh khoảng 30 phút rồi mới bỏ ra nướng. Trong thời gian đó chúng ta cùng làm nóng lò từ 10 đến 15 phút. Sau khi lấy từ tủ lạnh ra, chúng ta có thể sử dụng khuôn nhấn để cắt bánh, đặt lên khay rồi nướng với nhiệt độ 170 độ C. À, có một lưu ý nhỏ là vì dung tích mỗi lò khác nhau nên các bạn nhớ chú ý canh bánh khi nướng nhé. Và các bạn cũng có thể nướng bánh bằng cả nồi chiên không dầu hoặc bằng chảo nữa đấy. Ví dụ như với chảo, bạn chỉ cần nướng bánh ở mức nhiệt độ thấp nhất rồi đợi đến khi bánh chín giòn là chúng ta đã sẵn sàng chiếm trọn trái tim của người ấy rồi. Cuối cùng là phân đoạn mình thích nhất, đó là deco bánh. Sau khi lấy bánh ra từ lò, chúng tôi sẽ phết một lớp đường icing lên trên bề mặt bánh, tạo cho em ấy một giao diện thật bóng loáng và không ai có thể chối từ. Vậy là chúng ta đã hoàn thành rồi. Và bây giờ thì chúng mình cùng tới với món quà số 2. Công thức Puppy Loves Cupcake lần này mình đã đơn giản hóa khá nhiều. Ở đây các bạn vẫn sử dụng bơ lạt như phần hot cookies để bơ mềm, sau đó đánh cùng với đường đến khi hỗn hợp có màu vàng nhạt rồi mới cho trứng vào nha. Nhớ cho từ từ để các nguyên liệu không bị khó hòa quyện vào nhau. Sau đó các bạn dây và cho từ từ phần bột khô vào. Nếu như có bột cacao thì các bạn hãy cho thêm để tăng mùi thơm cũng như hợp với không khí Valentine hơn nha. Sau đó thì mọi người bỏ vào khuôn và nướng với nhiệt độ 170 độ trong khoảng 22 đến 24 phút tùy dung tích lò. Sau khi nướng bánh xong thì chúng mình đợi bánh nguội rồi trang trí kem lên. Phần này thì mình xin phép được nhường lại spotlight cho bạn Minh Đỗ. Sau khi bánh được lấy ra khỏi lò và để đến khi nguội hẳn thì mình sẽ bơm kem tươi lên. Bởi vì cốt bánh đã có một chút bột cacao nên khi kết hợp với whipping sẽ tạo ra một hương vị siêu đặc biệt. Và để tăng thêm độ xinh đẹp khiến cho người ấy đổ ngay từ cái nhìn đầu tiên thì mình sẽ cắm một chiếc trái tim khẳng định chủ quyền lên trên bề mặt bánh. Vậy là cuối cùng chúng mình đã hoàn thành những phần quà của sát thương cực mạnh như thế này rồi. Và chắc chắn sẽ có thể chiếm trọn trái tim của bất cứ chàng trai hay cô gái nào đó. Chúng mình chúc các bạn thực hiện thành công và có một mùa Valentine thật ấm áp như chúng mình nha. Bây giờ chúng ta đi chơi Valentine đây. Hẹn gặp lại các bạn trong những số Hanu Hiyam tiếp theo.